Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 93. Chương 921, Độc Khắp Tứ Hải 1. Hứa Thanh không có nói sai, hắn thật sự rất giỏi quần chiến. Một khi độc trong tòa thiên cung thứ ba bộc phát, lực sát thương của nó vô cùng kinh khủng. Mà từ sau khi Hứa Thanh lấy được độc đan, hắn chưa từng hoàn toàn tản nó ra ngoài. Dù là bây giờ hắn cũng phải kiềm chế lại. Dẫu sao một khi độc của tòa thiên cung thứ ba hoàn toàn phát tác, địch ta không phân, trừ bản thân hắn ra, đoán chừng vô luận là ảnh tử hay là lão tổ Kim Cương Tông đều sẽ tan vỡ. Nhưng cho dù hắn đã kiềm chế lại, uy lực của nó vẫn khiến cho tâm thần của các hắc y vệ Thánh Lan tộc vô cùng chấn động. Hầu như lập tức có ba hắc y vệ năm cung phát ra tiếng hoảng sợ la lên, thân thể đang nhanh chóng hư thối, thịt trên mặt đang rơi xuống. Trên người nhỏ xuống máu loãng, có người hốc mắt đã không chứa nổi con mắt của mình nữa, con mắt cứ thế rơi xuống bên dưới. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều không cảm giác được đau đớn. Đây chính là chỗ kinh khủng của độc cấm, trong lúc im hơi lặng tiếng, liền có thể ăn mòn hết thảy. Đợi khi phát hiện có cảm giác đau đớn thì độc đã ăn vào tận trong xương tủy. Trong tiếng sợ hãi kinh hô vang vọng, thân ảnh Hứa Thanh giống như làn gió tử thần. Xuất hiện ở trước mặt một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc sáu cung, nháy mắt giơ lên dao găm trong tay, một đao đảo qua trên cổ đối phương. Xoạt một tiếng, máu tươi phun trào. Đầu người lăn xuống, bị Hứa Thanh một cước đá lên, trong tiếng rít gào, tạo thành một đạo tàn ảnh bay thẳng đến một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc khác. Sau khi tới trước mặt đối phương, liền ầm ầm nổ tung, máu độc văng khắp nơi. Sắc mặt tên tu sĩ Thánh Lan tộc biến hóa, nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh tử vong. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, một bước đạp đi, thân thể tiến về phía trước. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể bảy cung toàn diện bộc phát, phong bạo dấy lên, ầm ầm cuộn trào về bốn phía, từ xa nhìn lại giống như một cái vòi rồng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân thể Hứa Thanh đã trở thành vũ khí, hung hăng đâm vào trên người hắc y vệ nơi này, huyết nhục văng tung tóe. Mà giờ khắc này, trong số những người trúng độc bốn phía, lại có ba tên hắc y vệ bị phát độc, thân thể hư thối, truyền ra tiếng kêu thê lương, thân thể nhanh chóng hòa thành máu loãng, rơi vãi trên mặt đất. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía nhìn thấy đều bị dọa khiếp vía, vô cùng hoảng sợ. Độc này quá mạnh, mọi người tản ra. Không chỉ những hắc y vệ quyết đấu với Hứa Thanh tản ra, Khổng Tường Long cùng với đám người Sơn Hà Tử cách đó không xa cũng đều biến sắc. Không hẹn mà cùng bay nhanh, vừa giao chiến cùng đối thủ vừa dịch chuyển khỏi phiến khu vực này, rời xa Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, càng ở trong phạm vi độc cấm thì hắn càng cảm thấy tất cả đều do mình nắm quyền. Giờ phút này hơi nhoáng một cái, thân thể liền giống như quỷ ảnh xuất hiện ở trước mặt tên hắc y vệ bảy cung thứ 9 của Thánh Lan tộc. Ngay một khắc tới gần, hắn lập tức dùng sức vung dao găm trong tay lên, tên hắc y vệ kia cũng không hề tầm thường. Vào trong thời khắc này cũng bộc phát ra lực lượng thân thể, một phát bắt được dao găm, muốn cản hắn lại. Nhưng ngay khi đối phương bắt lấy dao găm, lực lượng xuyên thấu đến từ vài cuốn xác chết cấp tốc bộc phát. Thần sắc tên hắc y vệ biến đổi, cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn, tâm thần và linh hồn giống như bị vạn châm đâm xuyên. Khi gã theo bản năng buông tay, thế của dao găm đã không thể đỡ, trực tiếp đâm vào yết hầu của gã, dễ như trở bàn tay, hung hăng cắt một cái. Đây là hậu chiêu Hứa Thanh chuẩn bị cho con dao găm của mình, cũng là lực lượng mà tấm vải cuốn xác chết ẩn chứa. Mà đại giới là mỗi lần hắn cầm lấy dao găm, bản thân đều phải thừa. Nhận cái loại cảm giác toàn tâm đau đớn này, toàn thân giống như bị vô số gai sắc đâm xuyên. Nhưng hết thảy những thứ này thì Hứa Thanh đã sớm quen rồi, cũng không để ý chút nào. Hắn rút dao găm ra, vừa muốn tiếp tục nhưng thần sắc hơi động, chợt bước một bước qua bên cạnh, tránh được một đạo phi kiếm gào thét bắn qua. Lúc quay đầu lại, Hứa Thanh nhìn thấy sau lưng có hắc y vệ bảy cung khác đang triển khai công pháp hoàng cấp, hình thành độc thủ cực lớn, tấn công đến phía hắn.
Nhưng lúc này không cần Hứa Thanh ra tay, khóe miệng hai tên hắc y vệ Thánh Lan tộc sáu cung bên cạnh bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Đồng loạt quay người, phóng thẳng đến đồng bạn bảy cung kia, bắt đầu tự bạo. Mà lúc lao ra, bọn họ còn giống to một câu: "Chủ nhân nhà ta gửi lời vấn an tới ngươi." Một màn vô cùng quỷ dị, khiến cho thần sắc của toàn bộ hắc y vệ Thánh Lan tộc nơi đây đều đại biến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hai tên hắc y vệ tên sáu cung truyền ra tiếng nổ triệt vang mây xanh, thân thể đồng loạt tan vỡ, hình thành trùng kích cuốn về phía bảy cung Thánh Lan tộc. Sau tiếng nổ vang, tên tu sĩ bảy cung Thánh Lan tộc phun ra máu tươi, thần sắc kinh sợ, tay phải mạnh mẽ nâng lên bắt được que sắt màu đen tập kích đến. Nhưng gã không cách nào kiềm chế được tia chớp màu đỏ nhảy dựng lên trên que sắt, giờ phút này tia chớp bay thẳng đến đầu của gã. Lập tức chui vào khiến cho toàn thân tên hắc y vệ Thánh Lan tộc này không ngừng chấn động. Vào thời khắc này con dao găm của Hứa Thanh cũng nhanh chóng phóng đến, một dao đâm thẳng vào trái tim người này. Sau đó nhanh chóng rút ra, lần nữa đâm tới, đâm liên tiếp 7 nhát, từng nhát đâm xuyên qua đều cực kỳ hung tàn. Tiếng kêu thảm thiết lại tiếp tục truyền ra, Hứa Thanh chú ý tới độc của mình đã khuếch tán không sai biệt lắm. Phần lớn hắc y vệ bốn phía đều đang hư thối, từng người đều đang hoảng sợ, đều không thể khống chế tu vi, liên tục suy yếu. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 922, Độc Khắp Tứ Hải 2. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh thì thào trong lòng, con mắt trên mi tâm trực tiếp khuếch tán, biến thành một cái quan tài màu đen, theo cái nắp mở ra, thân thể Hứa Thanh bước ra bên ngoài. Đương nhiên bên trong quá trình này, hắn không hề quên hô lên chú ngữ, giống như thủ tục giải khai bí pháp để kết thúc trạng thái dung hợp với ảnh tử. Nháy mắt khi xuất hiện, Hứa Thanh triển khai quỷ u đoạt đạo công, tay phải lập tức hơi mở, thân thể nhoáng một cái, hung hăng đâm vào ngực một tên hắc y vệ sáu cung của Thánh Lan tộc. Mặc kệ đối phương vùng vẫy phản kháng, tất cả đều vô ích, lập tức bị hắn xâm nhập vào trong thiên cung, bắt lấy kim đan, hung hăng kéo ra. Tươi sống lấy đan, từng sợi tơ máu tương liên bị kéo đứt. Trong âm thanh kêu gào thê thảm vang vọng, kim ô biến ảo hiện ra phía sau Hứa Thanh, 42 cái đuôi thật dài tràn ngập lửa, khiến cho bình minh đen nhánh cũng phải sáng lên. Hai mắt kim ô tràn ra ánh sáng mãnh liệt, một khắc khi Hứa Thanh lấy ra kim đan, nó liền trực tiếp lao về phía độc thủ do công pháp hoàng cấp của hắc y vệ biến thành, trực tiếp thôn phệ. Ảnh tử cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng lan tràn ra, ba phương đồng thời hấp thụ. Trong nháy mắt tiếp theo, công pháp hoàng cấp của tên hắc y vệ Thánh Lan tộc này tan vỡ, bản thân khô quắt, thiên cung toái diệt. Hết thảy mọi thứ khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều hoảng sợ vô cùng, bởi vì Hứa Thanh ra tay quả thực vô cùng hung ác. Nhưng mà ba người Sơn Hà Tử cũng không kém là bao nhiêu, Dạ Linh hóa thành cự nhân độc nhãn, toàn thân mọc đầy lông xanh. Đó là độc mục thiên yêu, đặc thù của Thái Hư Hóa Yêu Tông, trong mắt tràn ra ánh sáng ẩn hồn hỏa, nửa người trên càng thêm yêu dị, mọc ra bốn đoàn máu thịt tạo thành bốn cái ngón tay cực lớn, đầu ngón tay còn xuất hiện gương mặt dữ tợn. Thôn phệ cắn xé về phía quân địch, cho dù là tan vỡ nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại có thể giải ra. Sơn Hà Tử thì toàn thân tràn ngập huyết vụ, thương thế rất nặng, gã chủ yếu là người chống đỡ tổn thương cho đồng bọn. Nhưng công pháp vào huyết mạch của gã rõ ràng rất đặc thù, thương thế càng nặng lại càng cường hãn. Bây giờ gã không thèm để ý thương thế, cả người giống như đã hoàn toàn điên cuồng, vô cùng cuồng bạo, trong ánh mắt chỉ có chém giết chứ không còn cái gì khác. Người lùn Vương Thần cũng đang liều mạng, toàn thân tràn ngập sấm sét, đỉnh đầu là mệnh đăng lôi hình thành cái ô, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người, thậm chí thân hình cũng đang nhanh chóng cải biến dần dần không còn là người lùn, mà lớn lên hóa thành bộ dáng một thanh niên. Nhưng toàn thân đều là đồ đằng màu đen, dường như giờ phút này từng đạo phong ấn lần lượt được cởi bỏ, khiến cho khí tức và chấn động càng thêm kinh khủng. Mỗi khi mở ra một cái đồ đằng phong ấn,
bên cạnh gã liền có thêm một đạo thân ảnh ngoại tộc. Quan tộc, thạch ma tộc, bố pháp tộc, trọn vẹn hơn 10 đạo. Còn có phân thân khói lửa mịt mù hiệp trợ, phối hợp bọn họ chiến đấu sinh tử cùng kia hai tên hắc y vệ tám cung của Thánh Lan tộc. Bọn họ còn lấy ra mảnh vỡ pháp bảo của mình, mặc dù vẫn không phải đối thủ của kia hai tên hắc y vệ tám cung. Nhưng ba người bọn họ không tiếc đại giới, liều mạng bị thương nặng, cuối cùng vẫn có thể ngăn chặn lại hai tên tám cung của Thánh Lan tộc này. Khổng Tường Long thì lại càng thêm tập trung, kim long gào thét sau lưng, cả người giống như thiên thần hạ phàm. Bên người còn có bộ quần áo dính máu hiện ra, bao phủ bốn phương, đang ra tay cùng ba tên nửa bước nguyên anh kia, kinh thiên động địa. Rõ ràng chỉ là kim đan, nhưng dưới ba tên nửa bước nguyên anh. Vây công, y chẳng những không có yếu thế, ngược lại càng làm cho người ta có một cảm giác vô cùng cường thế. Đây chính là tiểu đội yêu nghiệt thế hệ này của Chấp Kiếm Cung. Trong hắc y vệ có người kinh hô, cơn sợ hãi nổi lên, bắt đầu phân tán muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng không đợi bọn chúng chạy xa, từng tên liền phun ra máu tươi màu đen, thân thể nhanh chóng hư thối hóa thành máu loãng. Hứa Thành vẫn đang tiếp tục ra tay, kim ô truyền ra tiếng kêu vui sướng và không ngừng thôn phệ. Quỷ thủ của Hứa Thanh cũng liên tục lấy ta từng cái thiên cung. Nhưng đáng tiếc, tốc độ ra tay của hắn không sánh bằng độc của bản thân hắn. Khi hắn chém giết 19 tên hắc y vệ nơi đây chỉ còn lại có 7 tên. Ba tên đang chiến cùng Khổng Tường Long, hai tên đang chiến cùng bọn Sơn Hà Tử. Còn có hai tên thân thể đã mục nát hơn phân nửa, đang từng bước một đi đến bên người Hứa Thanh. Phù phù một tiếng quỳ xuống, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ, trong miệng lại truyền ra âm thanh cuồng nhiệt. Chủ nhân Chấp Kiếm giả vĩ đại, mời thu nhận lễ vật hắc y vệ chúng ta dâng cho ngài. Nói xong, bọn họ tự đâm xuyên qua khai thiên cung, lấy ra kim đan, hai tay dâng lên. Hứa Thanh vung quỷ u thủ lên, hấp thu một cái, trong khi hai tên hắc y vệ tại hoảng sợ vô hạn, từng tên giơ tay lên. Cực kỳ chỉnh tề cầm đầu của bản thân, dùng sức vặn. Âm thanh rạc rạc vang vọng, đầu của hai tên đó toàn bộ chuyển hướng, trực tiếp bị vặn xuống dưới, khí tuyệt bỏ mình. Cho đến chết, khóe miệng hai tên đó vẫn lưu lại nụ cười quỷ dị như trước. Giết người không đáng sợ, bất kỳ một người nào ở đây đều là người giết chóc vô số, nhưng vô luận là hư thối tuyệt vọng mà chết, hay là hoảng sợ tự sát, đều kinh khủng cùng quỷ dị hơn xa so với giết chóc đơn thuần rất nhiều. Cho nên một màn này lập tức khiến cho tâm thần của toàn bộ cả phe địch lẫn phe ta còn sống đều chấn động nhìn Hứa Thanh. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Truyện đọc việt.com. Chương 923. Độc khắp tứ hải 3. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng trên bùn máu màu đen, bốn phía không có bao nhiêu thi hài, phần lớn đều đã biến thành máu loãng. Kim ô lập lòe phát ra âm thanh to rõ phía sau hắn, đuôi phượng mang theo ánh lửa biến thành từng mảnh phiêu lưu. Đẹp hoán tuyệt luân, đồng thời còn có gió thổi tới, giấy lên sợi tóc Hứa Thanh, lộ ra cặp mắt bình tĩnh không có bất kỳ gợn sóng. Hứa Thanh dẫm lên bùn máu, đi về phía hai tên hắc y vệ tám cung bị ba người Sơn Hà Tử dây dưa. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể nhanh chóng chấn động, tràn ra hấp lực khiến cho toàn bộ độc cấm tản ra nhanh chóng hội tụ lại ở bên cạnh mình. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy xung quanh hắn đã thành màu đen, bị vô số khói đen bao phủ, bên trong ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng. Trong khi sắc mặt ba người Sơn Hà Tử biến hóa, hai tên hắc y vệ tám cung kinh hãi, Hứa Thanh mang theo khói đen ngập trời, bỗng nhiên đã đến. Thân ảnh của hắn cũng được bao phủ bên trong khói đen, nháy mắt tới gần liền phân cách chiến trường ra. Bao phủ trên người một tên hắc y vệ tám cung, giống như bản thân cùng nhau bị sương mù màu đen bao phủ vào trong. Trong sương mù, hết thảy người ngoài đều không nhìn thấy, cũng không cách nào đưa cảm giác thăm dò vào. Chỉ có thể nghe bên trong truyền ra tiếng nổ vang cùng gào thét, chấn động kinh người. Kể từ đó, đối thủ của đám người Sơn Hà Tử liền không còn là hai hắc y vệ tám cung nữa,
mà biến thành một người, cục diện lập tức nghịch chuyển. Sau một nén nhang, trong khi Khổng Tường Long bên đó hét lên dữ tợn, Sinh Sôi trực tiếp xé xác một tên nửa bước Nguyên Anh thành mảnh nhỏ. Ba người Sơn Hà Tử cũng hoàn thành đánh chết tên hắc y vệ. Tám cung, bọn họ thân là yêu nghiệt, mặc dù không bằng Khổng Tường Long, nhưng cũng có đủ chiến lực bảy cung đỉnh phong. Ba người liên thủ, sau khi ra hết đòn sát thủ, liều mạng bản thân bị trọng thương, cuối cùng cũng chém được cái tên hắc y vệ tám cung của Thánh Lan tộc. Theo tên này tử vong, đám khói đen bên Hứa Thanh cũng truyền ra một tiếng thê lương, tiếp theo liền có tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh Hứa Thanh bước từng trong đi ra. Trong mắt hắn hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị, giống như đang suy tư. Mà giờ phút này toàn thân của hắn đều là thương thế. Vị trí trái tim trên ngực đã là máu thịt mơ hồ, phần bụng có một cái lỗ thủng, một chân vặn vẹo, trên cổ còn thiếu một miếng thịt thật to, giống như bị người ta cắn xuống. Khóe miệng cũng mang theo máu tươi, cánh tay cầm dao găm cũng mất tự nhiên rủ xuống. Giờ phút này vừa đi vừa phun ra máu loãng, đồng thời còn ném một con mắt bị bóp nát trong tay xuống đất. Khói độc sau lưng cuộn mình, lập tức vọt về phía hắn, toàn bộ chui vào trong cơ thể. Theo khói độc tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng lộ ra mặt đất vừa giao chiến sau lưng Hứa Thanh. Bây giờ chỗ đó có một bóng người đang đứng thẳng. Chính là tên hắc y vệ tám cung của Thánh Lan tộc bị Hứa Thanh cuốn vào trong sương mù. Thân hình của gã mục nát hơn phân nửa, bụng bị chém đứt, tất cả kim đan đều bị lấy ra, thiên cung sụp đổ. Trong con mắt còn sót lại, lưu lại biểu cảm không cách nào tin trước khi tử vong. Đám người Sơn Hà Tử nhao nhao nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quang mang sáng ngời. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ, lại phun ra một bụng máu, nhẹ giọng mở miệng. Để các ngươi đợi lâu, giết gã có chút khó khăn. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, thi thể hắc y vệ tám cung phía sau ngã ngược lại, đập trên mặt đất. Lấy chiến lực bây giờ của Hứa Thanh, hắn muốn đánh chết một tên hắc y vệ tám cung tự nhiên rất khó khăn. Mà trong một cuộc chiến sinh tử, các loại thủ đoạn vẫn phải có, thịt trên cổ hắn chính là bị đối phương cực kỳ hung cực cắn xé mất. Nhưng mà một trận chiến này hắn cũng thu hoạch cực lớn. Mặt khác, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được khí tức hồng nguyệt trên người của đối phương. Đây cũng là đầu nguồn của sự kỳ dị trong mắt hắn khi đi ra. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để suy tư việc này. Hầu như ngay một cái chớp mắt khi Hứa Thanh đi ra, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thê lương. Một tên nửa bước Nguyên Anh thứ hai bị Khổng Tường Long vặn gãy cổ. Tên nửa bước Nguyên Anh cuối cùng kia trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Gã không chỉ sợ Khổng Tường Long trước mặt, còn có những tên chấp kiếm giả hung tàn phía dưới nữa. Giờ phút này gã không hề chần chừ chút nào, triển khai tốc độ cao nhất, chợt xoay người bỏ chạy. Khổng Tường Long nhe răng cười, nhoáng một cái đuổi theo. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh giơ tay lên, đánh một quyền vào trên cái đùi vặn vẹo của mình. Rặc rặc một tiếng, sau khi chỉnh lại xương cốt của mình, tương tự đuổi theo. Một màn này cũng khiến cho nhận thức trong mắt ba người Sơn Hà Tử càng nhiều thêm nữa. Bọn họ đều dính thương thế nghiêm trọng, nhưng bây giờ không ai quan tâm cả. Đồng thời lao ra, sát ý còn mãnh liệt hơn so với lúc trước. Nếu như cho hắc y vệ hoàn lễ, như vậy tự nhiên phải chém giết toàn bộ, như vậy mới phù hợp lễ nghi. Nơi đây vốn cách biên giới không xa, vì vậy rất nhanh tên tu sĩ nửa bước Nguyên Anh cuối cùng cũng đã nhìn thấy biên giới, mà thời khắc này gã cũng bị đoàn người Hứa Thanh đuổi theo. Năm người đồng thời ra tay, lại có Khổng Tường Long trấn áp, không có bất luận lo lắng nào cả. Sau một tiếng nổ vang động trời, thân thể tên nửa bước Nguyên Anh trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy hóa thành mây máu, rơi vãi vào trên biên giới. Mà nháy mắt khi tên này tử vong, một đạo khí tức cuồng bạo từ trong khu vực Thánh Lan tộc ngoài biên giới truyền đến, một thân ảnh nhanh chóng tới gần, còn có một tiếng gào thét vang vọng. Chấp kiếm giả, Khổng Tường Long nhìn thấy như thế, bỗng nhiên giống to, gọi phụ thân của ngươi làm gì đấy? Nơi đây là khu vực phong hải quận của nhân tộc, bất luận Nguyên Anh ngoại tộc Thánh Lan vực bước vào nửa bước, pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận sẽ triệt hạ tại chỗ. Bà mụ ngươi, ngươi giỏi thì tới đây.
Nói xong, Khổng Tường Long quay người bỏ chạy. Về phần ba người Sơn Hà Tử, trong khi y nói chuyện đã sớm liền chạy xa hơn 10 trượng. Mà động tác của Hứa Thanh so với bọn họ còn nhanh hơn vài phần, đã ở ngoài trăm trượng. Mọi người chạy nhanh như điên. Ngoài biên giới, bóng người vừa đến bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một người tu sĩ trung niên mặc đạo bào hắc y vệ của Thánh Lan tộc. Sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, nghiến răng thật chặt, âm lãnh nhìn chằm chằm bóng lưng Khổng Tường Long và đám người Hứa Thanh. Trong mắt bốc lên sát cơ mãnh liệt, nhưng đúng là vẫn không dám bước vào biên giới trước mặt. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 924, một chén rượu đục, đối ẩm thành đoàn một. Hứa Thanh chạy rất nhanh. Gần như ngay khi phát hiện bên ngoài biên giới xuất hiện khí tức kinh người thì hắn không chút chần chừ quay người bỏ chạy. Sau khi làm rất nhiều chuyện lớn cùng với đội trưởng, cái này hầu như đã là phản ứng bản năng của hắn. Đám người Sơn Hà Tử cũng không chậm hơn bao nhiêu, hiển nhiên bọn họ cũng là người có đủ bản năng nhận biết. Chỉ có Khổng Tường Long là hơi chậm một chút, bởi vì y còn đứng lại nói ra những lời kia. Từ trình độ nào đó mà nói, Hứa Thanh cảm thấy Khổng Tường Long thật ra cũng có chút tương tự với đội trưởng. Chỉ là bất quá đội trưởng chậm là vì lòng tham, mà Khổng Tường Long là vì tỏ rõ ràng thái độ. Hứa Thanh âm thầm cảm khái, hắn cảm thấy nếu như đội trưởng có thể cùng gia nhập vào thì tốt rồi, nhưng mà việc này cũng không có biện pháp, có thể nhìn thấy những người này rõ ràng không hề tín nhiệm đội trưởng. Cứ như vậy một đoàn người bọn họ nhanh chóng chạy như điên, cho đến khi sắc trời sáng rõ bọn họ đã chạy ra rất xa. Sau khi xác định địch nhân xác thực không liều chết đuổi theo, bọn họ cũng riêng phần mình kiệt lực, nằm xuống trên một đám cỏ trên mặt đất, nhao nhao thở hổn hển. Một đêm này, bọn họ đã làm quá nhiều việc, nhất là giao chiến cùng hắc y vệ, càng làm cho pháp lực và thể lực của từng người bọn họ gần như tiêu hao hết sạch. Giờ phút này sau khi nằm thẳng xuống, theo tâm tình buông lỏng, từng người chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không muốn đứng lên. Hứa Thanh cũng là như thế, mặc dù thương thế toàn thân đang khôi phục, nhưng tinh thần rất là mệt mỏi. Sơn Hà Tử mắng nhiếc, khí huyết khắp toàn thân tiêu tán, cảm giác suy yếu dâng lên. Dạ Linh không hóa yêu nữa, giờ phút này nằm ở nơi đó, bộ dạng tựa như không có hả giận nhiều lắm. Vương Thần thì là ở một bên kêu rên, tự vẽ phong ấn cho mình, tựa hồ sợ vẽ chậm mình liền xảy ra vấn đề lớn. Về phần Khổng Tường Long, y đang ở đây thở hổn hển, nhưng mà so với những người khác thì y rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Giờ phút này nhìn đám người Hứa Thanh, y bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ba người Sơn Hà Tử nhìn nhau một cái, cũng đều cất tiếng cười to, một cỗ cảm giác thoải mái tràn ngập trong lòng bọn họ, nhưng cười xong liền bắt đầu nhe răng, bởi vì chạm đến miệng vết thương. Hứa Thanh tương tự nở nụ cười, lần này giết thoải mái. Khổng Tường Long vung tay lên, lấy ra 5 bình rượu, ném cho một người một bình, giơ lên cao. Hứa Thanh mở chai rượu, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng với Dạ Linh nhao nhao làm theo, ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng không có bất hòa như lúc đầu nữa, ngược lại là lộ ra thân thiết. Cạn, mọi người giơ lên. Cổ uống một ngụm lớn, sau khi bỏ xuống lại lần truyền ra tiếng cười. Nhưng càng uống vào, bọn họ lại nghĩ tới thiếu niên với giấc mộng trở thành chấp kiếm giả kia, vì vậy riêng phần mình thổn thức. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vô luận là rượu hay là tiếng cười, hoặc là tiếng thổn thức, đều nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách. Mà tình bạn hữu giữa người với người thường thường đều sinh ra sau khi cùng trải qua một ít chuyện, sau đó càng ngày càng hình thành, nhất là việc phạm luật. Lần này chúng ta trở về, đoán chừng xong đời, nhất định sẽ bị cung chủ bắt bế quan, thậm chí những tên thân thiết với Thánh Lan tộc còn sẽ đưa ra chút tin đồn, nhất là Diêu gia. Sau khi trở về, trong khoảng thời gian này mọi người điệu thấp một chút. Khổng Tường Long đứng lên, giãn người một chút, mở miệng về phía mọi người, nhất là nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có lẽ là thảm nhất, ta hiểu rõ cung chủ, người thân là binh sĩ hình ngục ti, cung chủ nhất định sẽ trách phạt ngươi nhiều hơn. Khổng Tường Long trừng mắt nhìn,
không sai, Hứa Thanh ngươi xong đời rồi. Nhưng mà Hứa Thanh ngươi phải nghĩ như thế này, ngươi là binh sĩ nhưng lại bị giam trong hình ngục ti, loại thể nghiệm này nhất định rất tuyệt. Đám người Sơn Hà Tử ngươi một câu ta một câu, trêu đùa Hứa Thanh, đồng thời cũng nhìn Hứa Thanh phản ứng về việc này. Bọn họ không hề có ác ý, đây chỉ là phương thức nhận thức lẫn nhau giữa bọn họ, cũng là cách những huynh đệ chung sống với nhau. Hứa Thanh bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lính canh ngục khu Đinh đều là đồng liêu của ta, ta rất quen thuộc bọn họ, nếu chúng ta thật bị giam giữ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đám người Khổng Tường Long, rất nghiêm túc nói. Ta là về nhà, hoan nghênh các ngươi bị giam trong nhà của ta. Lời Hứa Thanh vừa ra, Khổng Tường Long lặng lẽ uống một hớp rượu, đám người Sơn Hà Tử nở nụ cười khổ, phiền muộn thở dài. Nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thanh lại càng thêm thân thiết, nhất là Sơn Hà Tử. Ho khan một tiếng thấp giọng nói. Vậy Hứa Thanh à, đến lúc đó có thể cho ta nhốt vào nhà tù nào có nữ canh ngục được không? Lời còn không nói xong, đã bị Vương Thần đạp một cước. Không cần để ý tới gã, trong đầu tên này đều là huyết khí, có bệnh, nữ canh ngục có cái gì tốt, Hứa Thanh. Đến lúc đó người dàn xếp một chút, an bài cho ta một nhà giam nhiều nữ phạm nhân một chút nhé. Ánh mắt Vương Thần mang theo ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Sơn Hà Tử bên cạnh không phục, nói lại một câu, hai người rất nhanh liền tranh luận với nhau. Một màn này không giống với những gì Hứa Thanh từng nhìn thấy lúc trước. Hiển nhiên mỗi người đều có nhiều mặt, ở trước người xa lạ cùng bằng hữu quen thuộc, tất nhiên sẽ cử xử khác biệt. Dạ Linh lạnh lùng lướt qua bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ xem thường, xuất ra một hạt dưa máu thịt, bắt đầu ăn. Khổng Tường Long hướng về phía Hứa Thanh, nở nụ cười, hỏi về thần thông của Hứa Thanh. Độc của Hứa Thanh rất lợi hại, nhưng mà ta càng cảm thấy hứng thú với cái cánh tay có thể biến trong suốt kia của ngươi hơn. Có thế mạnh mẽ thăm dò vào thiên cung đối phương, sau đó túm kim đan ra, công pháp này vô cùng quỷ dị. Khổng Tường Long vừa nói, ba người Sơn Hà Tử cũng đều nhìn về Hứa Thanh, đáy lòng của bọn họ cũng đều rất tò mò. Hứa Thanh nghe vậy cũng không giấu giếm, vung tay giơ lên, cánh tay phải của hắn lập tức biến thành trong suốt, hiện ra ở trước mặt Khổng Tường Long. Đây là công pháp sư phó truyền thụ cho ta, có quan hệ nhất định cùng với quỷ u tộc. Khổng Tường Long cảm thụ một chút, mắt lộ ra tán thưởng. Một khi tu công pháp này đến đại thành, sợ là toàn thân ngươi đều hóa thành loại trạng thái này đúng không? Nói xong liền suy nghĩ một chút. Quỷ u tộc à, trở về ta tặng ngươi một món lễ vật. Năm đó ta đã chém giết một tên quỷ u tộc, lưu lại thứ gì đó. Nói xong liền thấy Hứa Thanh như muốn nói gì, vì vậy liền cười khoát tay chặn lại. Giữa huynh đệ, không cần cự tuyệt. Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua Khổng Tường Long, nhẹ gật đầu. Sau đó đám Sơn Hà Tử cùng Vương Thần cũng gia nhập vào thảo luận về thần thông. Bọn họ cũng không giấu giếm, thể hiện công pháp của bản thân ra. Việc này tạo cho Hứa Thanh linh cảm rất lớn, khiến cho hắn hiểu rõ nhiều thêm về pháp thuật của Tam Đại Tông, nhất là thuật hóa yêu của Dạ Linh. Hứa Thanh càng hứng thú nồng đậm. Thuật hóa yêu là phương pháp đặc thù của Tông Môn, nghe nói lai lịch của nó cực kỳ lâu đời, nhưng trở ngại môn quy nên ta không thể nói nhiều, người có thể tự mình đi học. Chú ý thấy Hứa Thanh rất hiếu kỳ với kỹ thuật này, Dạ Linh vừa ăn hạt dưa máu thịt, vừa mở miệng. Ta có thể nói sơ đơn giản cho người biết, thật ra tu luyện pháp thuật này không khó, khó khăn là cần cảm ngộ vật tổ đại yêu của Tông Môn. Vận chuyển vào trong thức hải, đợi đạt đến trình độ nhất định, sau đó liền có thể dùng hóa yêu quyết, huyễn hóa ra ngoài, biến bản thân thành đại yêu. Nói xong, Dạ Linh còn thể hiện ra một chút. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 925, Một chén rượu đục, đối ẩm thành đoàn 2. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đang nghĩ tới Quỷ Đế Sơn của mình. Nhìn từ trình độ nhất định mà nói, Quỷ Đế Sơn của hắn cũng có thể nhìn thành một cái đại yêu. Như vậy nếu như hắn nắm giữ hóa yêu quyết, phải chăng có thể mượn nhờ môn công pháp này để huyễn hóa Quỷ Đế Sơn ra ngoài? Phương pháp này
so với những gì Sư Tôn nói, hình như đơn giản hơn rất nhiều. Hứa Thanh lập tức động tâm, nếu thích liền học thôi. Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Quan hệ giữa Tam Đại Tông và Chấp Kiếm Cung rất mật thiết, cho nên đã có ước định với nhau. Bất kỳ một chấp kiếm giả nào cũng có thể tiêu hao quân công nhất. Định để học tập pháp thuật của Tam Đại Tông. Hứa Thanh cũng lần đầu tiên biết về việc này, nghe xong liền gật đầu. Hắn dự định sau khi trở về sẽ thử đi học cái hóa yêu quyết này. Giờ phút này sắc trời đã nhanh chóng đến trưa, sau khi mọi người nghỉ ngơi, cũng đều riêng phần mình khôi phục không ít, vì vậy lúc này đứng dậy bắt đầu di chuyển. Đường trở về rất thuận lợi, không có gì khó khăn trắc trở nào cả, mà đám người Khổng Tường Long cùng với Hứa Thanh chung sống cũng đã quen thân hơn. Cho đến trước một lần truyền tống cuối cùng, Khổng Tường Long thấp giọng mở miệng cùng Hứa Thanh. Hứa Thanh, ta không phải châm ngòi, nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận đại sư huynh của ngươi, ta nghĩ rằng y không giống người tốt. Không sai, bộ dạng Trần Nhị Ngưu lấm la lấm lét, ánh sáng một trượng, coi như là có một ngày làm phản, ta cũng cảm thấy rất bình thường. Sơn Hà Tử ở một bên cũng hiện ra bộ dạng không có gì ngạc nhiên. Hứa Thanh nghe vậy, mở miệng rất nghiêm túc. Đại sư huynh của ta đã cùng ta trải qua rất nhiều lần sinh tử, y là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất. Khổng Tường Long không nói thêm lời, vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, theo tia sáng trong truyền tống lập lòe, thân ảnh mọi người tan biến. Lúc xuất hiện, không phải trực tiếp tới Chấp Kiếm Cung, mà là ở một chỗ sơn cốc cách quận đô không xa. Chỗ này có một cái truyền tống trận loại nhỏ, ngày bình thường bị che giấu, là trụ sở bí mật của Khổng Tường Long. Đây là chủ ý của Khổng Tường Long, cũng là kinh nghiệm của y. Khổng Tường Long cảm thấy lúc trở về, nếu như xuất hiện ở bên trong truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung, tất nhiên sẽ có ghi chép. Cho nên lựa chọn truyền tống tới sơn cốc này, sau đó lặng lẽ trở về, vậy thì tỷ lệ bị phát hiện có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Và lại mấy ngày thoáng qua một cái, đại khái có thể không thừa nhận là mình mới trở về. Nơi này là ta lén lút bố trí, đến bây giờ. Trong tòa truyền tống trận trong sơn cốc, Khổng Tường Long tươi cười mở miệng với đám người Hứa Thanh. Nhưng không đợi lời y nói xong, trong lúc thần sắc mọi người biến đổi, chỉ trong nháy mắt tòa truyền tống trận này bỗng được mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo thân ảnh mọi người tan biến, lúc xuất hiện đã ở trong Chấp Kiếm Cung, trên truyền tống trận trong quảng trường. Theo từng người xuất hiện, đáy lòng của mọi người hoảng hốt, nhìn thấy cung chủ đứng ngoài trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc tựa như ẩn chứa hơi mù, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Hiển nhiên trận pháp mà Khổng Tường Long tưởng rằng bí mật đã sớm bị cung chủ sửa đổi rồi, còn cố đứng ý ở chỗ này chờ đợi bọn họ. Thân thể Khổng Tường Long có chút run rẩy, đám người Sơn Hà Tử cũng đều chột dạ. Hứa Thanh cúi đầu xuống, đã làm xong chuẩn bị giáo huấn và trách phạt. Thân là chấp kiếm giả, lúc ra ngoài làm nhiệm vụ lại không tuân thủ quy định, việc này không nhỏ. Nhưng đợi hồi lâu, lại không thấy cung chủ nói chuyện, vì vậy Hứa Thanh khẽ ngẩng đầu. Chú ý tới ánh mắt cung chủ đang cẩn thận quan sát trên thân mỗi người bọn hắn, giống như đang điều tra thương thế của xem bọn họ. Người ngẩng đầu không chỉ có Hứa Thanh, những người khác cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn vào ánh mắt của năm người trước mặt này, cung chủ hừ lạnh một tiếng. Đứng ở chỗ này làm gì? Không cho những người khác truyền tống sao? Còn không mau đi ra. Nói xong, cung chủ lạnh mặt, quay người rời đi. Hình như lần này gã đến, chính là muốn xem thương thế của bọn hắn có nghiêm trọng hay không. Giờ phút này phát hiện từng người sinh khí dồi dào, cho nên đã yên lòng. Hiếm lạ, thế mà lại không trách phạt, lại còn quan tâm chúng ta. Mọi người nhìn nhau một cái, đều có vui mừng. Giờ phút này vội vàng đi ra khỏi trận pháp, sau đó riêng mình tản đi. Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua phía cung chủ đi xa, đột nhiên cảm giác được đối phương cũng không phải bất cận nhân tình như thế, vì vậy thân thể hơi nhoáng một cái, rời khỏi Chấp Kiếm Cung. Mà giờ khắc này bên trong Chấp Kiếm Cung, Diêu Vân Tuệ và Trương Ti Vận đang ra ngoài. Diêu Vân Tuệ rất bất mãn đối với chức vị của nhi tử mình, cho nên nhiều lần xin gặp sư tổ của Trương Ti Vận, cũng chính là vị Tư Mã chấp sự kia, nhưng đối phương đều từ chối. Cho nên hôm nay ả muốn đích thân đến đây nói chuyện cùng lão.
Bây giờ vừa nói xong, ả đang dẫn theo Trương Ti Vận rời khỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Hứa Thanh đang đi ở xa. Trương Ti Vận cũng nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt lộ ra chán ghét, nhưng gã không chú ý tới vẻ mặt của mẫu thân bên cạnh. Lúc ả nhìn tới bóng lưng của Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện một chút hoảng hốt. Diêu Vân Tuệ dừng chân lại, dạo gần đây ả không biết mình bị làm sao, mỗi lần nhớ tới Hứa Thanh. Muốn tính kế đối phương thì trong đầu đều sẽ dâng lên một cái ý niệm, làm cho suy nghĩ của ả về Hứa Thanh trở nên tốt hơn một chút. Ý niệm này không ngừng nổi lên trong đầu, dây dưa cùng một chỗ với sự chán ghét, càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành một thứ vô cùng phức tạp. Chú ý thấy bước chân mẫu thân dừng lại, Trương Ti Vận không khỏi nhìn sang, phát hiện thần sắc mẫu thân đang không ngừng biến hóa, vì vậy có chút bận tâm. Mẫu thân, hôm nay Diêu Vân Tuệ mặc một thân váy lụa đen la vân, làm nổi bật làn da thịt trắng như tuyết của ả, cũng càng hiện ra vóc dáng động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện bên trong chiếc váy ôm bó sát, thoạt nhìn đặc biệt trơn nhẵn. Lại thêm eo nhỏ một khúc, đùi ngọc tách nhẹ, dù là dậm chân một chỗ không bước, nhưng vẫn hiện ra một cỗ hấp dẫn không nói ra được. Hơn nữa mông và eo kết hợp ra đường cong duyên dáng, hết thảy những thứ này khiến cho phía dưới gương mặt lạnh lùng như băng của ả lại ẩn giấu vẻ xinh đẹp vô tận, tựa như một ngọn lửa đóng băng. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh đi xa, trong khi tâm thần phức tạp không ngừng cuộn trào, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại thì thào nói nhỏ. Vận Nhi, ngươi nhìn Hứa Thanh kia xem, phải chăng có vài phần giống như phụ thân ngươi? Toàn thân Trương Ti Vận chấn động, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Ánh mắt của gã trợn to trước đó chưa từng có, tâm thần dấy lên sóng thần không cách nào hình dung. Trong đầu phảng phất có 100 vạn đạo thiên lôi ầm ầm đồng loạt nổ tung, vang tận mây xanh, thất thanh la lên. Người nói cái gì? Sau khi Diêu Vân Tuệ nói xong liền phát hiện không đúng, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đều là phế vật. Nói xong Diêu Vân Tuệ hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt khuynh thành hiện ra vẻ chán ghét, rời đi rất nhanh. Một thân váy dài bó sát thân, buộc vòng quanh dáng vẻ thướt tha mềm mại, vòng eo vặn vẹo tác động khiến cho không ít ánh mắt và tâm hồn chấp kiếm giả bốn phía rung động. Trương Ti Vận nghe vậy hoàn toàn thở ra một hơi, trán cũng đổ mồ hôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã, khi nghe được mẫu thân mắng phụ thân của mình, lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Cùng lúc đó giữa không trung trên quận đô, còn có một người cũng nhìn thấy thân ảnh rời đi của Hứa Thanh. Đó là một lão đầu. Lão già trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Hứa Thanh đi xa, dùng sức dụi dụi mắt, sau đó hai mắt trợn to, xác định một phen, tâm thần không khỏi rung động. Đây là... Ta cũng quá đen đủi rồi. Tại sao lại gặp cái tên khốn khiếp này ở chỗ này được chứ? Định mệnh. Người này chính là lão đầu đường Bản Tuyền. Lần này lão tới quận đô là để mua sắm một chút vật cần thiết phụ trợ cho truyền thừa của Linh Nhi. Lão không muốn tiếp xúc nhiều với bên ngoài, bây giờ mua xong liền muốn rời đi, lại nhìn thấy Hứa Thanh. Sau khi cảm thấy không cách nào tin, lão đầu cũng giật mình một cái, đáy lòng dâng lên cảm giác may mắn vô cùng. Cũng may không cho Linh Nhi đi cùng. Tuyệt đối không thể để cho Linh Nhi biết là tên Hứa tiểu tử vạn ác đang ở trong này. Lão đầu đường Bản Tuyền hung hăng nghiến răng, sợ bị Hứa Thanh chú ý tới, cấp tốc rời đi. Ta không bao giờ tới quận đô nữa. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 926 Quỷ U Biến Đổi 1. Hứa Thanh trở về, trước tiên mở ra ngọc giản truyền âm của mình để thông báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết. Trên đường từ Liên Minh Bát Tông tới quận đô, Tử Huyền đã đưa ra yêu cầu này với hắn và Trần Nhị Ngưu. Dẫu sao thân ở địa phương khác, thời khắc đều có nguy hiểm phủ xuống, mà nhiệm vụ chân chính của Tử Huyền khi tới đây, đó chính là cho chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông thêm một tầng thủ hộ. Giờ phút này sau khi kết thúc truyền âm, Hứa Thanh trở lại kiếm các của mình, cũng không lập tức bước vào mà xem xét ở bốn phía một phen. Xác định những bố trí trước khi mình đi không có dấu vết bị động qua, sau đó mới đi vào bên trong.
Đây là thói quen của hắn, đã khắc vào tận sâu bên trong bản năng. Sau khi vào trong kiếm các thì Hứa Thanh thở sâu, nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ lần này. Phân tích xem mình có chỗ nào làm không ổn, cho đến khi cảnh ban đêm bên ngoài phủ xuống, hắn mới kết thúc quá trình hồi tưởng. Chỉ là bóng dáng của người thiếu niên nằm hấp hối ở trong trận tuyệt sát kia đã khắc sâu vào trong trí nhớ của hắn. Phụ thân của y hẳn là vị ám tử kia, Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết vị ám tử thần bí kia có phải đã coi như bỏ vị thiếu niên này, biến thiếu niên trở thành một trong những miếng mồi để che lấp tung tích bản thân. Hay là phải chăng còn có thêm càng nhiều những người cũng giống như thiếu niên? Hoặc là người ám tử kia lựa chọn dùng chính bản thân mình làm bia ngắm, giấu tình báo ở trên người những người khác để bảo đảm tình báo có thể chân chính truyền về? Tất cả đều không biết rõ. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi lắc đầu, sau đó nhớ tới tên hắc y vệ tám cung bị chính mình giết chết. Với chiến lực bây giờ của ta, không tiếc đại giới, có thể đánh chết tu sĩ tám cung, nhưng mà nếu là chín cung mà nói, rất khó. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết rõ, trên cơ bản thì chiến lực tám cung đã là cực hạn của tuyệt đại đa số tu sĩ tư chất bốn đoàn mệnh hỏa. Đương nhiên, trong đó có lẽ còn tồn tại càng thêm yêu nghiệt, mặc dù không mở ra đạo pháp khiếu thứ 121, nhưng lại nắm giữ hai loại công pháp hoàng cấp, hoặc là có được mệnh đăng. Loại người này sẽ có khả năng có chiến lực chín cung. Trừ bên ngoài kia này ra, những tu sĩ đạt tới số thiên cung cực hạn kia, đại khái có khả năng cũng sẽ thử nghiệm đột phá, từ kim đan bước vào nguyên anh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. Nguyên anh cũng không phải dễ đột phá như vậy, cho nên rất nhiều người tu đến cực hạn của kim đan cũng đều ở vào trạng thái hóa anh. Quá trình này có chút huyền diệu, cho nên phần lớn tu sĩ bên ngoài xưng hô cái này là nửa bước nguyên anh hoặc là giả anh. Thông qua nhiệm vụ lần này, Hứa Thanh cũng đã có được chút phán đoán về loại chiến lực giả anh đó. Siêu việt tám cung và chín cung, đến gần vô hạn 10 cung. Ta còn quá yếu, phải tăng tốc tu hành, mặt khác cũng phải nhanh chóng đi một chuyến tới Hóa Yêu Tông, học tập Hóa Yêu Quyết. Hứa Thanh cảm thấy nếu như mình phân tích không sai, vậy Hóa Yêu Quyết nhất định có thể huyễn hóa trình độ nào đó của quỷ đế trong thức hải của hắn ra ngoài. Không biết sau khi quỷ đế huyễn hóa ra, có thể tăng thêm cho ta bao nhiêu lực lượng. Hứa Thanh dâng lên chờ mong trong lòng. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi, nếu như vậy có lẽ trong tương lai, thiên cung của ta có thể sẽ nhiều thêm một tòa. Quỷ đế cung, cực hạn của ta là 10 ngọn thiên cung, bây giờ đã hoàn thành 5 cái, còn lại 5, kiếm cung có thể tính một cái. Nếu như quỷ đế cung cũng có thể tạo ra, vậy chỉ còn thiếu 3 lựa chọn. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đúng rồi, còn có bổn mạng thương long. Hứa Thanh thở sâu, kết thúc phân tích và suy nghĩ của mình. Như vậy thì trước mắt, việc cấp bách và cần thiết bây giờ chính là quân công. Lúc trước ta xin nghỉ nửa tháng, bây giờ vẫn còn hạn 7 ngày, trở về sớm cũng không có ý nghĩa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ khát vọng, hắn cần quân công để học tập Hóa Yêu Quyết, đi Chiêu Hà Sơn cũng cần quân công. Hết thảy đều không thoát khỏi liên quan tới quân công. Có lẽ quân công của nhiệm vụ lần này sẽ không ít, nhưng còn chưa đủ. Hứa Thanh xuất ra kiếm lệnh, bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ trong đó, rất nhanh liền tìm được một cái nhiệm vụ truy bắt trong quận đồ. Hắn kiểm tra một chút thương thế bản thân, sau đó ra khỏi kiếm các, đi kiếm quân công. Thời gian một ngày lại một ngày, cứ như vậy trôi qua. Sau khi bọn họ làm xong nhiệm vụ kia, Hứa Thanh không nghe thấy ai đề cập lại việc này nữa. Hắn không biết ám tử chân chính là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi tiếp ứng trở về hay không. Hết thảy theo nhiệm vụ kết thúc là chấm dứt. 7 ngày sau, Hứa Thanh đang đắm chìm trong việc kiếm quân công, nhận được tin báo của Hình Ngục Ti, thời gian xin nghỉ phép của hắn đã kết thúc. Vì vậy hắn chỉ có thể dừng lại hành động kiếm quân công vào ban ngày. Sáng sớm ngày hôm nay liền đi tới Hình Ngục Ti trực ban. Đi trên bậc thang của Hình Ngục Ti, Hứa Thanh cảm thụ được sự âm lãnh quen thuộc, cũng chào hỏi với mấy vị lính canh ngục khu đinh, đáy lòng vẫn còn cân nhắc về quân công. Cho đến khi đi đến cửa nhà lao 132 khu đinh, hắn đẩy cửa ra, bước vào nhà lao,
nửa tháng không tới, phạm nhân nơi đây và cũng không khác gì lúc trước cả. Vân thú vẫn đang ăn xúc tu, nữ tử nhân. Tộc vẫn đang dỗ búp bê ngủ trong ngực. Trong mắt lão giả đan thanh tộc mang theo vẻ thân thiết, hô to chào buổi sáng. Cối xay vẫn đang chuyển động, chỉ có cái đầu người là mí mắt khẽ đào, thở dài. Mới yên tĩnh được nửa tháng, tại sao ngươi lại trở về rồi? Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 927, Quỷ U Biến Đổi 2. Hứa Thanh không khác thường ngày, mặt không cảm xúc. Sau khi kiểm tra từng tên phạm nhân, liền về tới nơi một mực đả tọa. Vừa mới ngồi xuống hắn bỗng nhiên nhướng mày, nhìn khắp nơi một chút. Hôm nay, hắn không nhìn thấy Tiểu Nam Hải. Tình huống này có chút khác với ký ức của hắn. Mỗi lần hắn đến, Tiểu Nam Hải đều là người đầu tiên xuất hiện. Vận khí đâu rồi? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía lồng giam lão tổ đan thanh tộc. Lão giả đan thanh tộc nghe vậy cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Hình như vận khí xảy ra chút vấn đề, đã vài ngày không thấy. Hứa Thanh nhíu mày, tản cảm giác ra khắp lồng giam, đứng dậy tìm kiếm trong từng cái lồng giam. Cuối cùng hắn dừng bước trước một cái góc nhỏ, nhìn thấy Tiểu Nam Hải đang nằm như hấp hối ở đó. Trên người Tiểu Nam Hải dính đầy vết dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng bẩn, thân thể mơ hồ đồng thời cũng hiện ra vẻ suy yếu trước đó chưa từng có. Trạng thái của nó thật không tốt, hình như rất đau đớn, đau tới mức thân thể liên tục run rẩy. Nhìn thấy Hứa Thanh đi tới, nó miễn cưỡng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải và đôi mắt cũng khó khăn lắm mới hé ra được. Nhưng vẫn lộ ra một nụ cười về phía Hứa Thanh, cố gắng muốn đứng lên, đi theo hắn để tiếp tục thủ hộ. Nhưng nó không làm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn qua Hứa Thanh, hé miệng như muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời. So sánh với Tiểu Nam Hải hoạt bát ngày xưa, lúc này nó quả thực khiến cho người ta theo bản năng dâng lên cảm giác thương cảm mãnh liệt. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát Tiểu Nam Hải. Hắn dần dần nhìn ra, thứ khiến cho Tiểu Nam Hải thống khổ chính là một đám hắc khí đang chạy trong cơ thể nó. Những tia hắc khí kia ảnh hưởng tới Tiểu Nam Hải, cũng đang thay đổi nó. Lúc này ảnh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng đều huyễn hóa ra ngoài. Kẻ trước tò mò quan sát Tiểu Nam Hải, kẻ sau thì lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chủ tử, căn cứ phán đoán của ta từ trong sách cổ, ta đại khái có thể đoán ra tình huống của nó. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn sang. Nó đang bị ô nhiễm, chắc nó đã đi tới địa phương không biết nào đó, gặp một thứ đồ vật không sạch sẽ. Tiểu Nam Hải nghe vậy, suy yếu gật đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thấy suy đoán của mình trở thành sự thật, biết thời điểm biểu hiện của mình đã đến. Vì vậy thần sắc nghiêm nghị, cúi đầu về phía Hứa Thanh. Chủ tử, căn cứ kinh nghiệm của ta, hết thảy những thứ không sạch sẽ và tà vật đều có thể dùng sấm sét khắc chế. Nếu như chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể thử dùng lôi kiếp của bản thân để tinh lọc ô nhiễm của nó. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không biết gì về vận khí, cũng không biết làm như thế nào để có thể giúp đỡ Tiểu Nam Hải giảm bớt đau đớn, nhưng hắn nghĩ tới cung chủ. Cung chủ có biết ngươi tồn tại ở đây không? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hải gật đầu. Có biết trạng thái bây giờ của ngươi không? Hứa Thanh hỏi. Tiểu Nam Hải suy yếu, giơ tay lên múa máy một chút. Hứa Thanh nhíu mày, hắn nhìn không hiểu. Ảnh tử đột nhiên mở miệng. Hình như nó nói. Cung chủ biết, đã giảm bớt đau khổ cho nó. Nghỉ ngơi, rất nhanh. Khỏi. Ảnh tử hiển nhiên từng có kinh nghiệm tương tự ở phương diện này, cho nên mơ hồ xem hiểu một chút. Tiểu Nam Hải nhẹ nhàng gật đầu, thân thể càng thêm vô lực, ánh mắt cũng chậm chậm muốn nhắm lại. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Nam Hải, hắn cho phép lão tổ Kim Cương Tông đi thử nghiệm một chút. Lão tổ Kim Cương Tông nghe vậy lập tức giơ tay lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện tia chớp màu đỏ, cẩn thận tới gần Tiểu Nam Hải, dẫn một tia lôi kiếp tràn ra. Theo tia sấm sét dung nhập, toàn thân Tiểu Nam Hải chấn động, hắc khí trong cơ thể đúng là đã thiếu đi một tia,
mắt thấy hữu hiệu, lão tổ Kim Cương Tông gia tăng thêm sấm sét, rất nhanh, hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải không ngừng giảm bớt, mà sự suy yếu của nó cũng chậm chậm tiêu tán, bắt đầu khôi phục. Chỉ là phương pháp này cũng không cách nào diệt sạch hắc khí, cho nên trong cơ thể Tiểu Nam Hải vẫn có một đám hắc khí, không cách nào bị đuổi hết, vẫn còn đang tràn ra thêm như cũ. Nhưng cuối cùng đã có thể hóa giải đau đớn cho nó, cho nên rất nhanh Tiểu Nam Hải liền vui sướng đứng lên, xoay vòng quanh Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn một tia hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng nếu như cung chủ cũng đã phát hiện việc này, vậy đây không phải là việc mà hắn có thể xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vào ngày hôm sau khi Hứa Thanh lần nữa đến nhà tù 132 khu đinh, Tiểu Nam Hải đã hoàn toàn khôi phục, hắc khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, lại trở lên vui vẻ như thường ngày. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Hứa Thanh cũng bắt đầu như ngày trước, ban ngày trực nhà tù, đêm muộn thì đi kiếm quân công. Chỉ là mặc dù quân công không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn chênh lệch không ít với số lượng mà Hứa Thanh cần. Cho đến trong đêm ngày hôm nay khi hắn vừa muốn ra ngoài kiếm quân công, bỗng nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, ngươi tới kiếm các đi, ta tới đó tìm ngươi, quân công nhiệm vụ lần trước đã được phát rồi. Tinh thần Hứa Thanh chấn động, rất nhanh hắn đứng ở cửa kiếm các, nhìn thấy Khổng Tường Long bay tới từ chấp kiếm cung. Trông thấy Hứa Thanh, Khổng Tường Long cười ha ha, trực tiếp ném cho Hứa Thanh một túi chữ vật. Bên trong có hai vật phẩm, một cái là chứng minh quân công, ta đã giúp ngươi ghi chép nghiệm chứng xong rồi. Ngươi chỉ cần dung nhập vào bên trong lệnh kiếm của bản thân là có thể gia tăng quân công tương ứng. Một cái khác là lễ vật ta đã đáp ứng tặng cho ngươi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ta đã suy nghĩ một chút về cách xuất thủ của ngươi. Ta nghĩ rằng nếu như ngươi hấp thụ dị chất vào bên trong quỷ u thủ, vậy thì uy lực của nó sẽ càng lớn hơn nữa. Mà bản thân quỷ u chính là dị tộc. Cho nên làm như vậy ngươi cần cân bằng dị chất trong cơ thể. Đây là một cái đề nghị của ta, ngươi trở về có thể thử xem. Không nói nữa, ta có việc phải đi tới hình ngục ti một chuyến, cung chủ triệu kiến nên cần phải đi ngay. Khổng Tường Long thở dài và chắp tay về phía Hứa Thanh, sau đó không đợi Hứa Thanh nói cái gì, liền vội vàng rời đi. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 928, Quỷ U biến đổi 3. Nhìn qua bóng lưng Khổng Tường Long, đáy lòng Hứa Thanh nói cảm tạ, chắp tay cúi đầu. Sau khi trở lại kiếm các, hắn mở túi chữ vật ra, bên trong hoàn toàn chính xác có hai cái vật phẩm, ngoại trừ ngọc giản chứng minh quân công, còn có một khối băng màu lam. Khối băng này là do pháp thuật hệ băng tạo thành, trong đó vậy mà phong ấn một quả tim. Quả tim kia hơi mở, nếu không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện, và lại cũng không phải là vật chết, nó mang theo một tia sinh cơ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhận ra thứ này, đây là quả tim của quỷ u tộc. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì quỷ u tộc, năm đó hắn đã từng bắt giữ qua một tên, cuối cùng tên đó còn bị hắn luyện hóa. Thực tế thì cũng chính là việc này mới khiến cho thất gia có linh cảm, sau đó tạo ra quỷ u đoạt đạo công. Mà lần luyện hóa đó cũng khiến cho thân thể Hứa Thanh có đủ căn bản để tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Sau đó thất gia thông qua ngón tay của Hoàng Nhất Khôn Huyền U Tông, linh cảm đã có khả năng thực hiện. Hơn nữa còn có khỏa quỷ u tâm trong cơ thể của Tư Mã Như Liệp dị môn, cùng với phương pháp đoạt đạo của vô số tông môn, cuối cùng mới tạo thành công pháp quỷ u đoạt đạo này. Cho nên từ trên lý luận mà nói, trái tim của quỷ u tộc có thể cường hóa cho quỷ u đoạt đạo công. Chỉ là số lượng quỷ u tộc quá ít, và lại lấy tu vi bây giờ của Hứa Thanh, quỷ u tộc cảnh giới trúc cơ không có ý nghĩa lớn lắm, hắn cần quỷ u tâm của kim đan cảnh. Quả tim bị phong ấn trong khối băng này chính là đến từ quỷ u tộc kim đan cảnh. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía Khổng Tường Long rời đi. Với hắn mà nói, lễ vật này rất trọng. Hồi lâu sau Hứa Thanh thu hồi ánh mắt,
nhìn qua khối băng và trong mắt lộ ra quyết đoán, nhanh chóng vận hành quỷ u đoạt đạo trong người. Rất nhanh cánh tay liền trở nên hơi mở. Không chần chừ chút nào, Hứa Thanh giơ tay phải hơi mở lên, đưa vào trong khối hàn băng. Ngay lập tức xuyên thấu, túm tới quỷ u tâm ở bên trong. Một khắc đụng tới, thân thể Hứa Thanh chấn động. Quỷ u tâm bị phong ấn trong khối hàn băng màu lam truyền ra sự vùng vẫy mãnh liệt. Trong mơ hồ còn phảng phất có tiếng gào thét vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Lộ ra sự điên cuồng, nhưng theo đôi mắt Hứa Thanh chớp động ánh sáng âm u, tay phải hung hăng túm lấy, luồng lực lượng bài xích của quả tim kia bị hắn mạnh mẽ chấn áp. Mắt thường cũng có thể thấy quỷ u tâm tiêu tán, một lát sau liền hoàn toàn tan biến, bị Hứa Thanh dung nhập vào bên trong công pháp bản thân. Sau một khắc trong đầu Hứa Thanh hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức hỗn tạp, như gió bão nổ vang trong tâm. Thần của hắn, đây là ký ức còn sót lại từ chủ nhân của quả quỷ u tâm kia. Trong đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc điên cuồng, dường như không cam lòng bị cắn nuốt, muốn tách ra khỏi thức hải Hứa Thanh. Nhưng theo Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, quỷ đế trong thức hải liền tràn ra tia sáng mãnh liệt. Nháy mắt tiếp theo những mảnh vỡ ký ức này bị nghiền ép dễ như trở bàn tay, tan thành mây khói. Sau đó quỷ u đoạt đạo công của Hứa Thanh cũng tự động vận hành. Dần dần không chỉ là tay phải trở thành hơi mở, vào thời khắc này, tay trái của hắn cũng bắt đầu cải biến. Cho đến sau nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thở sâu giơ hai tay lên. Hai cánh tay của hắn đều đã trở thành hơi mở. Kể từ đó về sau, khi hắn triển khai quỷ u đoạt đạo đối địch sẽ càng thêm linh hoạt và lại tốc độ hấp thu cũng sẽ nhanh hơn. Nhìn qua hai tay, trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ thỏa mãn, nghĩ đến việc ngưng tụ dị chất như lời Khổng Tường Long vừa nói. Có lẽ cũng có thể dùng độc, Hứa Thanh thì thào. Cũng không ổn, như vậy chẳng khác gì nói rõ với địch nhân là ta có sở trường dùng độc, và lại độc của ta phân chia tứ tán thì hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể dùng như thế, như vậy có thể tạo thành một loại mê hoặc, khiến lực chú ý của người khác tập trung lại trên hai tay của ta, từ đó không để ý tới độc tràn ngập bốn phía. Trong khi Hứa Thanh đang muốn cải biến mạch suy nghĩ, ngọc giản truyền âm của hắn đột nhiên chấn động, tiếng đầu tiên truyền đến là một tiếng thở rất dài. Sau tiếng thở dài là giọng nói mang theo vẻ u oán của đội trưởng truyền ra. Tiểu Thanh à, ngươi thay lòng rồi. Hứa Thanh sững sờ. Ngươi có thể bội tình bạc nghĩa với những nữ tu kia, nhưng ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta từng nói là huynh đệ, cùng nhau đồng hành ở kiếp này, nhưng cuối cùng lại là ta một thân một mình gánh vác toàn bộ. Sự u oán của đội trưởng hình như có thể xuyên thấu qua ngọc giản, tràn ngập vào trong kiếm các của Hứa Thanh, thật lâu không tiêu tan. Đại sư huynh, Hứa Thanh chần chừ một chút, vừa mới truyền âm thì tiếng thở dài thứ hai của đội trưởng lại vang vọng. Nếu không phải ta làm việc trong công bạc ti, nhìn thấy quân công của Tiểu Thanh ngươi đột nhiên nhiều hơn một con số lớn, ta cũng không biết. Không có việc gì đâu tiểu sư đệ à, đại sư huynh chúc phúc ngươi, hy vọng ngươi và Khổng Tường Long có thể 100 năm hòa hợp. Hứa Thanh cảm thấy đại sư huynh càng nói càng hồ đồ rồi, bắt đầu nói nhảm. Mà cái giọng nói này của đại sư huynh nhất định là đang có chỗ cầu hắn, vì vậy liền nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ngươi thiếu là linh thạch à? Tiểu Thanh, trong mắt ngươi, đại sư huynh là hạng người như vậy sao? Bên trong ngọc giản truyền tới tiếng hừ lạnh của đội trưởng. Được, đại sư huynh, nếu như ngươi không thiếu thì thôi vậy. Hứa Thanh bất vi sở động, bình tĩnh mở miệng. Khụ khụ, đừng, thật ra thì ta cũng không thiếu nhiều lắm. Bên trong ngọc giản truyền tới tiếng ho khan vội vàng của đội trưởng, y thật sự đang thiếu linh thạch. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 929, Thái Hư Giới Thần Bí 1. Chủ yếu là do ta mua tình báo tiêu hao khá lớn, nhưng mà Tiểu Thanh ngươi yên tâm, tất cả tiền đều hao phí đều là xứng đáng. Bên trong ngọc giản truyền đến tiếng cười lúng túng của đội trưởng. Ta nói với ngươi, nếu như lần này ta thành công,
chúng ta sẽ hoàn toàn phát tài. Người ra ngoài liều sống liều chết làm nhiệm vụ 10 năm cũng kém hơn lần này của ta. Cho nên, ta cần tiểu sư đệ tài trợ một chút. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự đắc ý, càng thể hiện ước mơ và khát vọng đối với tương lai. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ, lấy hiểu biết của hắn. Đối với đội trưởng, quả thật có khả năng đúng như y nói, nhưng mà trình độ điên cuồng nhất định cũng cực lớn. Cho nên sau khi Hứa Thành suy nghĩ một chút, liền đồng ý tài trợ linh thạch. Bây giờ linh thạch của hắn cũng còn nhiều, chủ yếu là thiếu quân công. Vì vậy sau khi nói vài câu cùng đội trưởng, vốn định đi đưa cho đội trưởng hoặc là đối phương tới lấy, nhưng không biết đội trưởng đang bận rộn cái gì, nói tối nay không có thời gian. Vì vậy hai người ước định ngày mai gặp mặt ở Hóa Yêu Tông. Đồng thời Hứa Thanh cũng nói cho đội trưởng về việc có thể dùng quân công của Chấp Kiếm Cung để học tập công pháp của Tam Đại Tông. Sau khi đội trưởng nghe được cũng thấy hứng thú không nhỏ. Còn có việc này, sao ta không nghe thấy nhỉ? Ta biết rồi, đây là tiểu tâm tư của Tam Đại Tông. Nếu đứng trên lập trường của Chấp Kiếm Cung, vậy Chấp Kiếm Cung tất nhiên không quá hy vọng chấp kiếm giả dưới trướng đều đến từ Tam Đại Tông. Bây giờ tạm thời không có gì, nhưng nếu cứ trường kỳ như vậy, tương lai sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm. Cho nên không hề tuyên truyền công khai về việc có thể dùng quân công học tập công pháp của Tam Đại Tông, mà xuất phát từ ý chí tự nguyện riêng, cũng sẽ không ngăn cản việc này. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Tam Đại Tông, dĩ nhiên họ sẽ hy vọng toàn bộ chấp kiếm giả đều có liên quan với mình, cho nên liền có việc truyền công pháp ra bên ngoài. Về tổng thể mà nói, Chấp Kiếm Cung cường thế, vậy nên Tam Đại Tông phải buộc chặt cùng Chấp Kiếm Cung, đây cũng đạo là sinh tồn của Tam Đại Tông. Đội trưởng phân tích rất hoàn chỉnh, Hứa Thanh nghe xong cũng gật đầu, hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Sau khi hai người ước định thời gian gặp mặt ngày mai, dưới sự chờ mong của đội trưởng, cả hai kết thúc truyền âm. Để Ngọc Giản truyền âm xuống, Hứa Thanh tiếp tục cân nhắc tới việc tăng cường hai tay khi dùng quỷ u đoạt đạo công. Về phần dung nhập dị chất, thật ra ta cũng không nhất thiết chỉ dung nhập dị chất hoặc là độc. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, theo tỏa thiên cung thứ ba trong cơ thể chấn động, lực lượng độc cấm tản ra và dung nhập vào hai tay. Hai tay lập tức tràn ra nồng đậm chất độc, tiếp theo độc lại tan biến, tạo thành loại dị chất thuộc về riêng hắn. Tiếp theo là tòa thiên cung thứ tư chấn động, hai tay Hứa Thanh lại biến thành màu tím, lực lượng tử nguyệt tràn ngập trong hai tay hắn. Biến hóa thế này, trong cuộc chiến sinh tử có thể khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị, vào thời khắc mấu chốt có thể tạo thành một kích chí mạng. Hứa Thanh suy nghĩ về phương thức sử dụng, từ trước cho tới bây giờ khi xuất thủ hắn đều ẩn giấu, cùng với xuất kỳ bất ý. Cái này liên quan tới quá trình phát triển từ khi còn bé của hắn, cũng có liên quan tới phong cách đệ thất phong của Thất Huyết Đồng. Thời gian cả đêm Hứa Thanh đều đắm chìm trong việc điều chỉnh quỷ u đoạt đạo công. Ngày hôm sau hắn không đi Hình Ngục Ti mà lại xin nghỉ 3 ngày, đi tới Thái Hư Hóa Yêu Tông. Tư cách là Tam Đại Tông Môn của Phong Hải Quận, vị trí của Thái Hư Hóa Yêu Tông nằm ở phía tây nam của quận Đô, chiếm diện tích không nhỏ. Bên đó quanh năm mở ra rất nhiều đại trận truyền tống, khiến cho những sơn môn mặc dù cách quận đô một chút phạm vi, nhưng vẫn có thể bảo trì liên quan mật thiết cùng quận đô. Mà sứ mạng của phân tông ở trong đó chỉ có một, đó chính là phục vụ chấp kiếm giả. Lúc Hứa Thanh đến thì nhìn thấy rất nhiều chấp kiếm giả ra ra vào vào, mà đội trưởng đã tới từ sớm rồi, y ngồi xổm cách đó không xa, vừa ăn táo vừa vẫy tay về phía Hứa Thanh. Tiểu Thanh, bên này. Hứa Thanh đi tới, đội trưởng ném một quả táo tới. Hứa Thanh tiếp lấy và cắn một miếng, đưa linh phiếu cho đội trưởng. Sau khi nhận linh phiếu, đội trưởng vô cùng phấn khởi, dùng sức cắn quả táo một cái, thần thần bí bí mở miệng. Tiểu sư, để ngươi yên tâm, dựa theo tính toán của ta, thời gian làm đại sự không xa nữa. Mạo hiểm cỡ nào? Hứa Thanh hỏi. Không có bất kỳ mạo hiểm gì. Bộ dạng đội trưởng giống như ta đã tính trước tất cả. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, hắn hiểu rồi, thế này có nghĩa là nguy hiểm vô cùng lớn. Không nói nữa, ta muốn đi tìm Ngô Kiếm Vu, tên này tốn không ít linh thạch, thông qua quan hệ của ta mà được tham gia một cái khảo hạch dự khuyết chấp kiếm giả.
hôm nay phải tiến hành nghi lễ đại đế tự vấn lương tâm. Đêm qua ta đã cho gã những tài liệu trong đầu ta lúc trước, để cho gã cảm thấy phần tiền này có giá trị. Đội trưởng đứng lên, ta đi nhìn kết quả một cái, xem gã có phải cũng có một trượng như ta hay không. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ chờ mong, hào hứng bừng bừng rời đi. Hứa Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn bóng lưng đội trưởng, hắn cảm thấy đội trưởng nhất định là có cừu oán cùng với Ngô Kiếm Vu, nếu không tại sao lại liên tục lừa một người tận hai lần. Sau khi đưa mắt nhìn bóng dáng đội trưởng đi xa, Hứa Thanh đi vào trong Thái Hư Hóa Yêu Tông. Phân tông của Thái Hư Hóa Yêu Tông thành lập trong quận đồ có tạo hình tổng thể là vòng tròn, từng vòng kiến trúc vờn quanh, tạo thành một trận pháp đặc thù bậc cao thuộc về kỳ tông. Mà trên từng cái kiến trúc đều điêu khắc bộ dạng một con hung thú quái dị, có con dữ tợn hung tàn, có con bình yên hiền lành, chúng nó phần lớn là sinh ra trong cấm khu, cũng có một số là dị tộc. Nhưng trong lý giải của Thái Hư Hóa Yêu Tông, những thứ này đều là một loại yêu quái. Mà nơi học tập Hóa Yêu Quyết là bên trong nội bộ truyền pháp điện. Điện này không phải là đại điện ý nghĩa thông thường kia, mà là một cái phòng kết cấu bằng đá, từng gian độc lập không hề can thiệp lẫn nhau. Số lượng không sai biệt lắm trên trăm. Sau khi tiêu hao quân công nhất định, Hứa Thanh được đệ tử của Thái Hư Hóa Yêu Tông khách khí dẫn đi tới đây, sau đó lựa chọn một phòng đi vào. Trong phòng, Hứa Thanh nhìn thấy trên mặt đất có khắc trận pháp cùng với một tấm bia đá. Tấm bia đá không phải rất cũ kỹ, không ẩn chứa quá nhiều nét tang thương, cũng không có bao nhiêu dấu vết năm tháng trôi qua, nhưng phủ văn phía trên lại hiện ra vẻ cổ xưa. Hiển nhiên tấm bia đá này là thác ấn mà thành, không phải là tấm bia đá bản gốc chân chính. Nhưng nếu nó đã có thể được để ở chỗ này, vậy thì cho dù là bản thác ấn hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới việc cảm ngộ công pháp. Cho nên sau khi Hứa Thanh xem xét qua liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua tấm bia đá, hít sâu một hơi và trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Cảm ngộ cần tốn quân công quá nhiều, thời gian cảm ngộ tổng cộng là 3 ngày, tốt nhất có thể chỉ một lần duy nhất nên thành công. Hy vọng Hóa Yêu Quyết này đúng với phán đoán của ta, có thể khiến Quỷ Đế Sơn của ta huyễn hóa ra ngoài. Hứa Thanh không chần chừ, nhắm mắt một cái, lập tức tản cảm giác ra dung nhập vào tấm bia đá phía trước. Nháy mắt khi đụng vào tấm bia đá, hắn dường như nghe thấy từng tiếng gào thét tới từ năm tháng viễn cổ vang vọng ở trong tâm thần. Những tiếng gào thét này càng lúc càng mãnh liệt, tựa như phong bạo vậy, lập tức bao phủ lấy hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng truyền tống bộc phát. Cái này hoàn toàn khác với những lần cảm ngộ trước giờ của hắn. Hứa Thanh chợt mở mắt ra, phát hiện bây giờ trước mắt hắn rõ ràng là một mảnh hư vô. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 930, Thái Hư Giới Thần Bí 2. Mà chỗ của Hứa Thanh đã không phải là gian phòng cảm ngộ của Thái Hư Hóa Yêu Tông nữa. Hắn đã bị truyền tống đến trong cơ thể một con cá hơi mờ. Con cá này to khoảng 10 trượng, một số bộ vị có dán phù văn màu đen, phía trên vẽ một gương mặt đang thút thít nỉ non. Trong mơ hồ đó còn có tiếng khóc vang vọng, đang trôi nổi dạo chơi trong hư vô phía trước. Trước con cá còn có một cái đèn lồng màu lục, tràn ra ánh sáng u minh, tựa như một đoàn quỷ hỏa giữa hư vô, chỉ dẫn phương hướng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, một màn này vượt quá dự liệu của hắn, mà ngay khi sắc mặt hắn biến hóa, tràn ngập cảnh giác và đứng lên trong cơ thể con cá, bỗng có một giọng nói tang thương vang vọng bên trong cơ thể con cá. Thí luyện giả Hóa Yêu Quyết, nơi mà ngươi đi tới lúc này, chính là địa phương cảm ngộ Hóa Yêu Quyết chân chính. Chỗ đó, tên là Thái Hư Giới. Thái Hư Giới là một mảnh vỡ thế giới thần bí khó lường, được Thủy Tổ Tông Môn chúng ta phát hiện trong lúc vô tình. Một khắc ngươi hoàn thành khế ước cùng Thái Hư Giới, một khi thành công, từ đó về sau ngươi liền có thể có được khả năng hóa yêu. Hóa Yêu Quyết không cần cảm ngộ, chỉ nhìn khế ước. Cảm ngộ chân chính phải nhìn sau khi ngươi ký khế ước thành công, tương lai vận chuyển hư ảnh yêu quái tới trong thức hải. Trên thực tế thì nguyên lý hóa yêu chính là mượn nhờ lực lượng của Thái Hư Giới,
giúp người huyễn hóa yêu quái trong thức hải ra ngoài, cho nên mới có loại khế ước này. Ký kết khế ước này cũng không phải là nhất định thành công, nó còn tồn tại xác suất thất bại rất lớn. Với cả thái hư giới rất xảo trá, cuối cùng có thể thuận lợi tạo thành khế ước hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Nhưng hãy nhớ lấy, đây là tuyệt mật của tông ta, không thể truyền ra bên ngoài, người vi phạm nhất định bị trừng phạt. Bất kể thành công hay thất bại, sau khi ngươi vào thái hư giới, mặc niệm quy ngư là có thể trở về nơi này, chúc ngươi may mắn. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tinh mang, hắn nghe ra giọng nói tang thương này thực sự không phải đang truyền lại cho hắn, từ ngữ. Khí của đối phương có thể nhìn thấy, đây hẳn là âm thanh được lưu lại từ trước. Ngay khi trong lòng Hứa Thanh đang suy tư, con mắt của hắn bỗng ngưng tụ lại. Hắn nhìn thấy phía xa trong hư vô xuất hiện một cái tượng đá một mặt vô cùng lớn. Ngực tượng đá có một lỗ thủng quy tắc, xuyên suốt thân hình. Về phần mặt tượng đá thì là một mảnh mơ hồ, chỉ có cái miệng lớn mở ra coi như rõ ràng, từ xa nhìn tới tựa như một cái cửa vào thế giới. Cùng lúc đó, con cá trở Hứa Thanh trực tiếp nhảy lên, lướt đến trước mặt tượng đá. Sau khi tới đây thì thân thể con cá hơi mờ và co quắp một chút, sau đó phun một cái bong bóng ra phía ngoài, thân thể Hứa Thanh ở bên trong cái bong bóng này, đi vào trong miệng tượng đá. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mặt Hứa Thanh liền hiện ra một cái thế giới vượt qua hắn tưởng tượng. Phiến thế giới này tràn ngập sương mù mỏng manh, trong sương mù truyền đến từng trận xì xào bàn tán. Còn có một thứ làm cho người ta cảm thấy âm u quỷ dị, đó là một vật màu trắng thật lớn, chậm rãi trôi nổi qua trước mặt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh nếp uốn như từng trận sóng, tiếp theo càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện ra trọn vẹn hình dáng. Thế mà lại là một cái đại não thật lớn. Ở trên chẳng những tồn tại những nếp uốn, ở giữa rõ ràng còn có một cái rãnh mương, đồng thời bên cạnh cái đại não còn có hai cái tiểu não hơi nhỏ màu nâu. Thoạt nhìn thôi cũng thấy mà giật mình. Nó trôi lơ lửng ở trong sương mù, có thể thấy phía dưới đại não còn có một mảnh những tơ mạch, tựa như mạch máu lại như dây thần kinh, như là đám nhánh cây đâm lộn xộn. Trong thế giới sương mù này, không phải chỉ có một cái đại não lớn như vậy. Còn người Hứa Thanh co rút lại, thả mắt nhìn đi, số lượng đại não trong sương mù rất nhiều. Chúng nó trôi lơ lửng ở trong sương mù, phập phồng liên miên, giờ phút này ở sung. Quanh hắn có đến mấy trăm cái xuất hiện, mà chỗ sâu trong sương mù còn có càng nhiều thêm nữa. Số lượng tổng thể, không cách nào thống kê đếm hết được. Mà những cái đại não này đều đang ngọ nguậy, giọng xì xào bàn tán kia, chính là do chúng nó truyền ra. Lại một người nữa tới, suỵt, nói nhỏ thôi, không nên dọa hắn. Xa xa còn có một người, không biết bọn họ có biết hay không. Không biết, nhưng ta thấy bộ dạng thứ này hình như ăn rất ngon. Nghe nói hư vô tộc đang muốn khai chiến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đến đây đi, lựa chọn ta đi, chúng ta cùng ký kết khế ước. Ngươi muốn hóa yêu đúng không? Ta có thể thực hiện giúp ngươi, chỉ cần ngươi đưa một đoạn ký ức cho ta. Bất luận một đoạn ký ức nào đều có thể hiến tế cho ta. Chỉ cần ta thỏa mãn, sẽ ký kết khế ước cùng ngươi. Tất cả giọng nói giống như đều mở miệng ở sát ngay bên tai, vô cùng quỷ dị. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, cũng là lần đầu hắn gặp phải loại cảm ngộ công pháp như thế này. Trong khi hắn lạnh nhạt nhìn bốn phía, một cái đại não bỗng bay tới phía hắn. Chúng nó đều đang lừa ngươi, thậm chí muốn ăn không của ngươi. Ngươi ký kết khế ước cùng ta đi. Ngươi chỉ cần giơ tay lên để cho ta chạm tới là được. Ta chỉ muốn một đoạn ngắn ký ức của ngươi. Cho ta đi, ta rất đói. Nhanh cho ta, nhanh cho ta. Đại não kia truyền ra giọng nói từ trong tâm thần, hiện ra sự khát vọng và vẻ tham lam. Trong lúc nói chuyện thì đại não còn đang nhanh chóng nhúc nhích, nhìn cực kỳ buồn nôn. Đừng có tin nó đã lừa gạt rất nhiều người rồi. Lúc trước nó nuốt tươi khiến một vị đồng bạn của ngươi thành người không có bất cứ trí nhớ gì. Đừng ký kết khế ước cùng với nó. Đúng vậy, nó rất giảo hoạt. Ngươi chọn ta đây này, ta chỉ ăn một chút. Cho ta. Chọn ta, ta thật đói, ta muốn ăn. Nếu như ngươi không cho ta sẽ không cho ngươi rời khỏi. Bốn phía thoáng kê rất nhiều giọng nói,
hơn 10 cái đại não bay thẳng đến phía Hứa Thanh và bao vây xung quanh hắn, lộ ra khát vọng, đồng thời cũng không thèm che giấu ác ý và vẻ tham lam. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ đến nội dung mà giọng nói tang thương kể trên đường đến. Nơi này là một mảnh vỡ thế giới kỳ dị, tên là Thái Hư Giới, ký kết khế ước cùng nơi đây liền có thể triển khai thuật hóa yêu. Mà bây giờ nhìn phương pháp ký kết khế ước chính là để cho một trong những cái đại não này ăn tươi một đoạn ký ức của mình, lại còn phải cần thỏa mãn. Đây chính là chỗ xảo trá, bởi vì thỏa mãn hay là không hài lòng đều là do chúng nó nói. Ký ức à? Hứa Thanh nheo mắt lại, bỗng nhiên nhìn cái đại não lộ ra ác ý cường liệt nhất, nhẹ giọng mở miệng. Ta chọn ngươi. Nói xong, Hứa Thanh giơ tay lên. Cái đại não kia không ngừng nhúc nhích, nháy mắt đã đến, chạm với bàn tay Hứa Thanh. Như vậy, ngươi muốn cho ta một đoạn ký ức nào của ngươi? Theo lời nói của nó truyền ra, một cỗ ý thức tà ác và tham lam bay thẳng đến tâm thần Hứa Thanh, nhưng hình như nó không thể chủ động lựa chọn, phải cần Hứa Thanh tự cho đi ký ức. Ký ức ta cho ngươi chính là ký ức liên quan tới nhà tù 132 khu đinh, thứ mà ta không thể nhớ được, để xem ngươi có thể lưu nhớ được hay không, thưởng thức thật tốt. Trong mắt Hứa Thanh mang theo cảm giác lạnh như băng, nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, theo đại não đang đụng chạm với bàn tay của Hứa Thanh để cảm ứng, nó đột nhiên run rẩy lên. Các bạn vừa nghe xong tập 93 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.